Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 6. Phản hồi Thanh Hóa, cầu nối 4.0 hiệu quả thiết thực giữa cơ quan nhà nước và nhân dân. Tham gia trang web giới thiệu việc làm online, một người phụ nữ bị lừa gần 500 triệu đồng. Hôm nay 22 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh ước đạt 7,0%, sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất lúa vụ chiêm xuân ước đạt 67 tạ 1 hectare, cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,49%, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 14,1%, tổng thu du lịch tăng 16,7%, công tác đối ngoại xúc tiến đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực, tổng vốn đầu tư thu hút tăng cao so với cùng kỳ. Thanh Hóa đã tổ chức thành công các sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện. Thể thao thành tích cao đạt kết quả tốt. Thanh Hóa là tỉnh thứ tư trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 cũng đã được phê duyệt. Các chỉ số về cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, trong đó chỉ số PAPI đứng thứ 3 cả nước, chỉ số CPAT đứng thứ 5, chỉ số PA Index đứng thứ 10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ quyết liệt. Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện việc kết nối, chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế như giá trị xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa còn rất chậm. Kết quả thu hút đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế, chỉ số PCI giảm sâu, hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 53,7% so với cùng kỳ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp so với kế hoạch. Chiều nay, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và triển khai công tác bảo trì các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa năm 2023. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã quán triệt những nội dung quan trọng trong chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch hành động số 104 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện của Sở với những nội dung cơ bản như phối hợp với các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị phòng ban liên quan triển khai công tác bảo trì các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa năm 2023 với các nội dung cụ thể như thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, rà soát phát hiện sớm khắc phục kịp thời các hư hỏng của công trình đường bộ, bổ sung lắp đặt đầy đủ các biển báo, cọc tiêu, chiếu sáng, chống bụi, cảnh báo an toàn giao thông. Phối hợp với cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ, đường thủy nội địa theo thẩm quyền. Đại diện các đơn vị tham gia hội nghị đã có những ý kiến tham luận, đưa ra kiến nghị, đề xuất giải pháp để giải quyết các tồn tại khó khăn nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, Phản hồi Thanh Hóa là hệ thống thông tin dùng chung cấp tỉnh, phục vụ các hoạt động liên quan tới tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, bắt đầu hoạt động từ năm 2020. Đến nay, Phản hồi Thanh Hóa đã trở thành một kênh tương tác quan trọng, hiệu quả,
góp phần cải thiện mức độ hài lòng của người dân với chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cũng như nâng cao thứ hạng các bộ chỉ số đánh giá về tỉnh. Từ tháng 1 năm 2020 đến nay, hệ thống Phản hồi Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 25 triệu lượt truy cập, tiếp nhận xử lý hơn 1.700 phản ánh kiến nghị của công dân. Tỷ lệ phản hồi đúng hạn lên đến 94%. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết và sử dụng hệ thống trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh. Theo quy trình, các kiến nghị phản ánh khi gửi lên hệ thống Phản hồi Thanh Hóa, công dân sẽ lựa chọn đơn vị tiếp nhận xử lý, hoặc nếu công dân không xác định được thì hệ thống sẽ căn cứ nội dung phản ánh để chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân. Thời hạn để các cơ quan nhà nước tiếp nhận, phản hồi và công khai kết quả trên hệ thống tối đa là 17 ngày. Khi tiếp nhận cái thông tin trên hệ thống Phản hồi Thanh Hóa thì với vai trò là cơ quan thường trực và quản lý cái hệ thống thì văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thường xuyên là có cái những hướng dẫn cho các cái cơ quan, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện để thực hiện. Trên hệ thống Phản hồi Thanh Hóa, sau khi nhận được kết quả, công dân có thể trực tiếp đánh giá sự hài lòng, bày tỏ thái độ đối với cách xử lý của cơ quan nhà nước. Những đánh giá này là cơ sở để phân loại, xếp hạng các cơ quan nhà nước nói chung và các cán bộ trong bộ máy nhà nước nói riêng đối với việc tiếp nhận, xử lý các vấn đề bức xúc của người dân. Qua đó, góp phần giúp tỉnh Thanh Hóa nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Hôm nay 22 tháng 6, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2022-2027. Trong thời gian một ngày, các đại biểu là cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố đã được nghe báo cáo viên trình bày một số chuyên đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp, như một số vấn đề mới của Điều lệ Cựu chiến binh Việt Nam khóa 7 và quy định về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 7, công tác giám sát và phản biện xã hội theo quyết định số 217 của Bộ Chính trị, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới. Thông qua chương trình tập huấn, cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh các cấp nắm bắt được những vấn đề mới trong công tác hội, tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội Nông dân huyện Nga Sơn vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Nga Sơn đã kết nạp được trên 1.950 hội viên nông dân, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 18.427 người. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, các cấp hội trên địa bàn huyện đã đổi mới nội dung, phát động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động. Hội đã tín chấp nguồn vốn từ các ngân hàng cho trên 6.230 lượt hội viên vay với tổng dư nợ đạt trên 521 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Đã có trên 13.000 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập từ 500 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng một năm. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Nga Sơn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi tổ hội nghề nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, đặc biệt chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn phục vụ du lịch. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, mới đây một phụ nữ trú tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân sử dụng mạng xã hội Facebook để tham gia một trang giới thiệu việc làm online và bị lừa gần 500 triệu đồng. Với công việc online này, chị làm theo hướng dẫn của đối tượng tuyển dụng và được gửi các link mua hàng. Chị đặt mua một vài sản phẩm nhưng báo do sai cú pháp nên không hoàn lại tiền được và phải thực hiện lại. Tổng cộng chị đã thực hiện 4 lần giao dịch với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Sau khi biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên chị đã đến công an huyện Thọ Xuân để trình báo sự việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tin vào giới thiệu việc làm trên mạng hứa hẹn được số tiền lãi cao khi được giới thiệu. Khi có số điện thoại Facebook, Zalo lạ gọi hoặc nhắn tin để làm quen, giới thiệu việc làm thì có khả năng sẽ bị lừa đảo. Khi có dấu hiệu bị lừa đảo, hãy báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.